Nhóm Đinh Thập Tự kính chào quý ông bà và anh chị em. Xin mời cộng đoàn nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất đến từ chúng con nhé. Ở trên cái trang gọi là cái trang mạng của Hội đồng Giám mục Việt Nam có một cái thông tin là của Tòa Giám mục Đà Lạt về việc huyền chức cha Du Cha Đa Minh Nguyễn Chu Truyền. Huyền chức, ta nói cho tiếng nôm na nó dễ là treo chén này, tên ngài là Đa Minh Nguyễn Chu Truyền. Tại sao mà lại treo chén một linh mục vậy? Thực ra trước hết là treo chén đó là một cái gọi là hành vi kỷ luật một linh mục. Khi một linh mục nào đó vi phạm một cái điều gì nào đó rồi gây phương hại đến giáo hội, đặc biệt là gây phương hại đến sự hiệp nhất và bất tuân tòa thánh hay là bất tuân giám mục giáo phận, thì giám mục giáo phận sẽ ra một cái kỷ luật gọi là treo chén, còn ở trong giáo luật gọi là huyền chức. Tại sao mà ngài bị kỷ luật như vậy? Là ngài phò ủng hộ cho một cái nhóm trừ quỷ ở Bảo Lộc, mà do cái anh chị gọi là Quảng Thương, và cái cô Thương này là cô nói là cũng giống như là cô là phát ngôn viên của Chúa Cha đó. Thế rồi cứ đi, ngài Cha Truyền là cứ đi là trong cái nhóm đó, nhóm trừ quỷ, thì làm gây ráo loạn hết cả, bất tuân giám mục. Và nhiều khi có những cái lời nói nó sai giáo lý công giáo nữa. Thành thực ra là Đức Cha đã nhắc nhở ngài nhiều lần, nhưng mà cuối cùng ngài chống lệnh. Và ngài nói là ngài vâng lời Chúa Cha, mà Chúa Cha biết là ai? Là cái bà Thương á. Cái bà Thương là Chúa Cha đó. Vâng lời Chúa Cha qua cái người đàn bà đó, hơn là vâng lời giám mục. Buộc lòng mà gây xáo trộn trong giáo phận thì ngài phải ra cái kỷ luật đó. Thế thì bây giờ tại sao ngài trừ quỷ mà lại bị như thế? Thì trước hết tôi xin nói rõ như thế này nè, là anh chị em ở đây Cha Truyền có vấn đề lớn nhất của Cha Truyền, đó là bất tuân giáo hội và chống lại giám mục giáo phận, gây thương tổn đến sự hiệp nhất trong giáo hội. Đó là chuyện thứ nhất. Còn chuyện trừ quỷ đó thì nó như thế này nè, là anh chị em lưu ý là trong phục vụ hiện nay có hai nghi thức trừ tà mà ta gọi là trừ quỷ. Chúng ta cứ hay nói trừ quỷ là những cái người mà bị gọi là quỷ nó nhập, nó ám rồi nó hoán nên có những cái hành vi lạ lùng, chúng ta bảo nó bị quỷ ám. Cái đó thì đúng, nhưng mà nó chỉ là một cái yếu tố rất là gọi là bên cạnh thôi. Còn cái lớn hơn nữa nhiều này là anh chị em nhớ có một cái nghi thức gọi là nghi thức trừ quỷ, mà chúng ta không gọi là trừ quỷ nó mạnh quá, mà gọi là trừ tà. Là trong tất cả các bí tích rửa tội, người lớn hay trẻ em, thì trước khi mà rửa tội sẽ có một cái nghi thức gọi là nghi thức trừ tà. Ai đi tham dự bí tích rửa tội, mới nhà thờ An Nhơn mới rửa tội hôm Chủ nhật ngày hôm qua này, đầu tháng này, ai đã từng tham dự bí tích rửa tội trẻ em giơ tay xem nào. Anh chị em biết có nói bí tích trừ tà của trẻ em nó chỗ nào không? Sau khi vị linh mục mà bắt mà đọc tin mừng rồi đó, rồi đọc lời cầu rồi đó, thì linh mục sẽ nói: vậy xin Chúa chúc lành cho con, và vì sức dầu này cho con được trở nên một con người mới. Thì cái trừ tà nó ở trong mọi bí tích rửa tội, không phải là cái người đó bị quỷ nhập. Trừ tà ở đây có nghĩa là gì? Là chúng ta cởi bỏ con người cũ của chúng ta, với tật xấu của chúng ta, với cái xấu xa của chúng ta đi, để chúng ta mang lấy một con người mới. Thì cái tật xấu đó thì gọi là tà, các điều xấu. Trừ tà có nghĩa là chúng ta biết từ bỏ các con người cũ đi, để chúng ta trở nên một con người mới. Khi lãnh bí tích thánh tẩy là chúng ta mang một cái con người mới. Vậy nghi thức trừ tà có nghĩa là chúng ta phải thay đổi đời sống, nghĩa là như vậy đó. Cái đó là cái quan trọng lắm nghe không? Chứ không phải là cái vấn đề trừ tà hay trừ quỷ là chỉ hô hoán, hay là những cái gì có nghi thức, hay là những cái kiểu mà cách thức nó có vẻ nó lập dị thì gọi là quỷ nhập. Không phải vậy đâu. Bởi vì nhiều khi chúng ta mang trong mình những cái tật xấu, và chúng ta biết là thế này, trong tu đức của chúng ta là tu đức truyền thống đó, thì hãy nói thế này: chúng ta phạm tội vì chúng ta bị ba cơn cám dỗ này, thế gian, xác thịt mà ma quỷ. Và khi chúng ta bị theo những cái điều đó thì chúng ta chống lại Thiên Chúa. Vậy thì trừ tà nghĩa là làm cho chúng ta gột bỏ những cái điều đó để mà chúng ta trở nên một con người mới. Chính vì vậy các bạn phải lưu ý một cái điều rất cơ bản là bí tích thánh tẩy tha tội chúng ta, nhưng mà cái tha tội là cái điều chúng ta cần. Nhưng mà cái lớn hơn của cái tha tội đó là gì? Làm cho chúng ta trở thành một con người mới, mà theo kiểu nói của Tân Ước đó là gì? Một tụ tạo mới. Cái con người mới mà cái quan trọng đó. Thế nhiều khi như vậy nè, chúng ta thấy nhiều người theo đạo để được vợ được chồng thôi, nhưng mà trở thành một con người mới thì không có.
Rồi chúng ta cũng vậy, chúng ta đây chúng ta là những người theo Chúa từ lâu đời rồi, chúng ta không có thay đổi. Chúng ta cứ hay nói là theo đạo, nó giống như một cái gọi là cái dạng nhãn mác thôi à, cái nhãn mác của theo đạo thôi à. Còn cái con người mới của chúng ta theo Chúa đó thì chúng ta không có. Chính vì thế mà cứ Vũ Như Cẩn, chúng ta không bao giờ chúng ta thánh thiện lên được. Thánh thiện đó là quan trọng nha, làm con Chúa là lớn lắm. Con Chúa chúng ta phải lên cái gì mới lên. Vì thế trừ tà là cho chúng ta lên mới, chứ không phải là trừ tà là trừ cái nó hô hóa, nó thằng điên ấy, gọi là trừ quỷ ấy, trừ tà. Cái đó không đúng đâu nha, cái đó thì đúng, nhưng mà nó chỉ là một cái khía cạnh khác tiêu cực thôi. Trong trường hợp mà những cái người hô hoán mà quỷ nó làm dữ tợn nọ kia, bây giờ làm sao biết đó là trừ quỷ, nó là quỷ nó nhập. Thế người ta cứ hô, người ta bảo nó bị quỷ nhập, hay đem đến cái ông cha cũng chả biết phân biệt, hay là ông cha cũng một cách rất là chủ quan, ông cha đi trừ quỷ mà chẳng phải đâu, mà nó là cái gì, nó là bệnh tâm thần. Ơ thế chết đi, tâm thần chứ nào có bệnh quỷ nhập đâu. Vì thế để mà trừ quỷ thật á, không phải là ông cha là người quyết định bảo cái đó là quỷ nhập, mà người ta có hô hoán là quỷ xin cha trừ. Chúng ta cứ trông thấy vậy, chúng ông cha là ông cứ nghĩ một cái chủ quan, ông chưa trừ, không được quyền, không có linh mục nào được quyền tự trừ quỷ hết á. Nên mấy cái ông cha mà cứ đi bảo trừ tà trừ quỷ là mấy ông tào lao đó. Trong cái trường hợp mà khi thấy một hiện tượng lạ lùng đối với con người ta gọi là trừ mà bị quỷ ám đó, điều này phải trình cho giám mục, chứ không phải là ông cha biết nhưng mà cha tự không làm được. Ông cha điều nghiên rồi ông cha trình cho đức giám mục, thì thông thường phải có ba yếu tố này thì mới biết như thế nào là, rồi trình cho đức giám mục quyết định bảo đó là quỷ nhập, thì đức giám mục mới chỉ định cái người trừ quỷ đó. Ba điều kiện này, điều kiện thứ nhất á, rất cơ bản á, là phải kiểm định đầu tiên hết về mặt khoa học xem cái người này có bị bệnh về tâm thần hay là về vấn đề tâm lý gì không. Do đó phải có chứng nhận của y khoa xác định rằng là đây là một cái hiện tượng này khoa học bó tay, còn nó chả đi bệnh viện gì, nó chả đi gì hết, chả ai chứng nhận gì, cứ hô hoán toáng lên là bảo quỷ nhập, còn đó là bậy bạ lắm, chúng ta không có khoa học gì. Do đó trước khi nói là quỷ nhập thì phải có một chứng nhận của y khoa đàng hoàng, đây là con người mà có một cái hiện tượng mà y khoa không giải thích được, nguy hiểm đó. Đó là chuyện thứ nhất nha, rất là cơ bản, ta gọi là vấn đề nhân bản đó, con người đó. Thế đến rồi, nếu nó có những cái hiện tượng lạ lùng đó, bất thường đó, thì cái hiện tượng lạ lùng bất thường đó thông thường ma quỷ ấy, thì nó sẽ làm cho người đó chống lại Thiên Chúa, chống lại điều tốt lành. Do đó nếu cái sự lạ đó mà dẫn đến cái chuyện sai lạc đức tin, dẫn nó chống lại giáo lý của Hội Thánh, chống lại cái sự hiểm nhất trong giáo hội, thì đó là một hiện tượng của ma quỷ. Đó là cái điều kiện thứ hai, chứ không phải là chúng ta cứ hô hoán, thế nó hô hoán hét bảo là quỷ nhập, đó là không phải. Hiện tượng nó là cái hiện tượng bình thường mà nhiều khi nó là khoa học giải thích được, nhưng nó đụng đến ma quỷ, nó đụng đến là nó chống lại Thiên Chúa, chống lại sự hiệp nhất trong giáo hội. Nguyên cái ông cha truyền ông đi trừ quỷ, ông nó chống lại giáo hội, vậy thì ông trừ ai nữa, may mà quỷ nó chưa nhập vào ông ấy, nhập vào ông mà trắng mắt ra thì trắng mắt ra nữa, đi trừ nó chưa biết trừ đâu, nó nhập vào con mà chưa mắt ra thì chết toi. Cái thứ ba, rồi sau đó thấy vấn đề hiện đó thì rồi về trình cho đức giám mục làm, ta gọi là làm một cái báo cáo. Đức giám mục ngài nghiên cứu, ngài mời các chuyên viên, các nhà thần học người nọ người kia đưa sự kiện ra đọc, thấy là những nghiên cứu. Sau khi các chuyên viên góp ý cho đức cha nói là điều này đúng là có chắc là hiện tượng của ma quỷ nó làm đó, thì lúc bấy giờ đức giám mục mới ra cái văn bản quyết định là trừ quỷ. Thì lúc bấy giờ ngài sẽ chỉ định một linh mục nào đó trừ quỷ, chứ không có phải mình ông cha xung phong trừ quỷ là không có đúng đâu. Đức giám mục chỉ định ai trừ thì mới được á. Mà khi đức giám mục chỉ định mà một linh mục trừ quỷ sau khi đã nghiên cứu đàng hoàng rồi đó, thì đức giám mục không chỉ định một linh mục đó thường xuyên, tùy từng trường hợp. Trong trường hợp này nếu giả thiết đây là một trường hợp mà ma quỷ nó nhập điều này mà ngài đã nghiên cứu chắc chắn rồi, thì ngài sẽ chọn một linh mục vào cái thời điểm đó, bất cứ linh mục nào trong giáo phận của ngài hay là các cha mà cộng tác với ngài, rồi linh mục đó trừ trong trường hợp đó thôi. Chứ mà linh mục đó trừ xong đợt đó bảo em quen tay trừ rồi mai để em trừ tiếp, bậy nó nghe không, trừ từng trường hợp thôi. Nên các ông cho truyền chỗ nào cũng trừ hết tất cả là không đúng đâu đó, trừ từng trường hợp, cho từng trường hợp thôi. Do đó chúng ta lưu ý những cái chi tiết đó, nhưng chúng ta không có biết, chúng ta cứ bị hoang mang. Rồi chúng ta mấy cái video clip đã đưa lên để cứ đi hỏi anh Nhân, hai người đến hỏi tôi bảo không có đi đâu hết cả, ở cái nhà đây cầu nguyện với Chúa được rồi, có cần gì tôi vào tôi cầu nguyện cho im re, không biết có đi không. Cứ bị xem mấy cái video clip rồi cứ bị cám dỗ vào những chuyện đấy nha.
Đinh Thập Tự cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã đón xem. Xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người. Và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video mới đến từ chúng con.